Ngày 22 tháng 1, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ năm 2024. Trong 5 ngày, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 2024, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố được tập huấn bồi dưỡng các nội dung về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng nhằm thống nhất một số nội dung cơ bản về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, đồng thời giúp cán bộ nâng cao nhận thức chính trị, thuần thục các động tác về kỹ thuật, tư duy, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và tiềm lực thế trận khu vực phòng thủ địa phương trên địa bàn thành phố ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới.